tên Võ Thị Thùy Trinh, hiện là sinh viên năm tư của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cảm thấy thật may mắn khi biết đến chương trình nghiên cứu khoa học, nơi tôi có thể thỏa sức đam mê khám phá và góp một phần công sức nhỏ trong công cuộc phát triển quê hương. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Kon Tum, nơi sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số, thật là buồn khi tôi phải chứng kiến các nền văn hóa đầy màu sắc và đa dạng ấy đang dần bị biến đổi theo thời đại phát triển của công nghiệp hiện nay. Dưới tác động của thủy điện, không chỉ đời sống kinh tế mà các giá trị văn hóa tinh thần của người Ba Na cũng đang dần bị biến đổi. Chứng kiến những khó khăn khi người Ba Na đang gặp phải trước và trong sau khi tái định cư thủy điện, bản thân tôi quyết định chọn đây là đề tài nghiên cứu và các chương trình nghiên cứu khoa học sẽ là nơi để tôi thực hiện những ý tưởng đó. Trong quá trình nghiên cứu, bản thân tôi đã gặp không ít những khó khăn như người Ba Na ngại tiếp xúc với người Kinh hay những người lớn tuổi Ba Na họ không biết tiếng Việt. Nhưng với tôi, những khó khăn ấy không thể cản trở được đam mê của bản thân mình. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những thầy, cô, những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài nghiên cứu này. Nếu các bạn cũng có đam mê và ý tưởng của bản thân mình, thì hãy tiến đến và thực hiện những đam mê đó. Các chương trình nghiên cứu khoa học sẽ là bệ phóng để các bạn thực hiện những đam mê, là nơi để các bạn có thể giao lưu và tìm hiểu những điều mới. Cuối cùng, tôi xin chúc cho tất cả các bạn sẽ thực hiện tốt ý tưởng của bản thân mình.